Đợi lát nữa, bụng đói hơn chút. Ôi, đến lúc đó cháu phải đi mất. Cháu đang rất mệt, đổ mồ hôi và đói lắm rồi. Mình mau đi để chú cho cháu xem đi ạ. Chú muốn nói cho cháu một điều quan trọng. Quan trọng ạ? Tổng kết ở phần cuối. Dạo này đang nổi lên đấy. Dạo này ạ? Không phải dạo này mọi người làm tận mướp đắng ạ? Cảm ơn cháu. Giờ lời chú đã thành chuyện cười rồi. Chuyện cười gì ạ? Mướp đắng nghĩa là sao ạ? Mướp đắng là loại rau rất dinh dưỡng, là loại quả bổ dưỡng đấy. Quả ạ? Đúng vậy. Đây là quả mướp đắng đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy cháu có thể ngắt thử một quả được không ạ? Để nhìn kỹ hơn. Được chứ. Làm thế nào ạ? Cứ ngắt xuống thôi ạ. Đúng rồi. Cứ ngắt thật đẹp thôi. Ngắt thật đẹp. Không đẹp được rồi ạ. Đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy mướp đắng. Nhìn nó thế nào nhỉ? Giống như gậy yêu tinh ấy. Nhìn rất giống gậy yêu tinh. Dễ bị hiểu lầm nữa. Giống như gậy yêu tinh vậy. Quả này thường được gọi là dưa chuột đắng. Dưa chuột đắng ạ? Vậy vị nó rất đắng phải không ạ? Đúng vậy, vị rất đắng. Và khi thu hoạch thì chúng dần lên thế này. Nếu được thế này là quả ngon. À, vậy là không phải khi chúng chín rồi mới thu hoạch, mà đợi chúng có vết dần trắng như thế này đúng không ạ? Đúng vậy, khi bẻ ra. Chú bẻ ra thử nhé. Vâng. Ôi, tiếng nghe rất giòn. Phía trong thịt quả màu trắng. Ở trong có rất nhiều lỗ khí ạ. Có nhiều lỗ khí như vậy, quả này sẽ rất ngon. Gì thế này ạ? Không phải rất ngon sao? Ôi, cái này thực sự rất đắng ấy ạ. Gì đây chứ? Đắng đến mức chắc không gì đắng bằng được. Một khi ăn những thứ đắng như thế này, tâm trạng chú rất tốt. Ăn thứ đắng thế này mà tâm trạng chú tốt lên ạ? Cháu thấy tâm trạng cháu tệ hẳn đi. Thường thì với những người chán ăn, vị đắng sẽ làm họ thèm ăn. Hiệu quả không ngờ của vị đắng ạ? Đúng vậy, bây giờ có cả những người có các giác quan không nhạy lắm. Có khi ăn cũng không phân biệt được vị. Khi đó nếu ăn vị đắng thế này sẽ kích thích vị giác. Vâng, bởi vì vị đắng này rất mạnh. Nên đúng là vị giác phải quay lại ngay rồi, vì giật mình mà. Nhưng vừa nãy chú gọi đây là dưa chuột đắng đúng không ạ? Vậy tức là đây cũng được coi là một quả dưa chuột có vị đắng. Cháu được biết dưa chuột rất nhiều vitamin. Quả này cũng thế chứ ạ? Theo chú biết thì nó có nhiều gấp 20 lần. 20 lần cơ ạ? Đúng vậy, còn một điều quan trọng hơn. Hiệu quả của vitamin cũng tốt, nhưng nước ta có bệnh tiểu đường phải không? Vâng, rất nhiều người già mắc bệnh tiểu đường. Giờ chú cũng ở độ tuổi trên 50 rồi, thói quen ăn uống ngủ nghỉ phải thay đổi. Người ta nói có rất nhiều người từ trẻ em đến người già mắc bệnh tiểu đường. Nhưng nhìn ở ngoài thì không biết được, hoặc bản thân cũng không biết mình bị bệnh. Bệnh tiểu đường gần như đã thành bệnh quốc dân rồi. Vâng, cháu cũng biết là bệnh tiểu đường một khi đã mắc phải sẽ phải sống chung đến cuối đời, chứ không thể chữa hẳn được. Nhưng điều này có liên quan gì đến mướp đắng ạ? Chú cũng nghi ngờ không biết mướp đắng có vai trò gì. Cũng không thể cứ nói bừa ăn là tốt được. Nhưng sau khi tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin thì thấy nó rất tốt cho bệnh tiểu đường. Nó còn được gọi là insulin thực vật nữa, vì vậy nó có tác dụng làm giảm lượng đường rất tốt. Quả đắng thế này lại được gọi là insulin sống. Đây là lần đầu cháu thấy insulin sống đấy ạ. Rất tốt cho bệnh tiểu đường nữa. Nhưng nó đắng quá, không có cách nào ăn ngon hơn ạ. À, vậy cháu đợi lát nữa đi. Có một món được nấu rất ngon với mướp đắng. Ngon và không đắng ạ? Cháu rất mong đợi.